Thưa quý vị, lì xì lấy may mắn là phong tục của nhiều quốc gia trong dịp Tết Nguyên đán. Vậy nhưng Đại học Toronto tại Canada đã phải xin lỗi sau khi phát bao lì xì chứa tiền âm phủ tại ký túc xá cho sinh viên sau khi đại học sau khi đại học nhân dịp Tết Nguyên đán. Đại học Toronto đã thu hồi các phong bao lì xì sau khi nhận được khiếu nại và đăng lời xin lỗi chính thức bằng tiếng Trung Quốc trên tài khoản WeChat cho biết họ rất hối tiếc về sai lầm này. Trước đó, sinh viên trong khu ký túc xá đã ở Đại học Toronto nhìn thấy chiếc bát đựng phong bì trên bàn phục vụ. Họ hy vọng sẽ nhận được tiền hoặc phiếu giảm giá như truyền thống ở các nước châu Á, nhưng thay vào đó những phong bao lì xì này chứa tiền âm phủ. Đại học Toronto điều hành Gradio House thông qua chi nhánh dịch vụ phụ trợ hợp tác với trường nghiên cứu sau đại học. Khu nhà có 426 giường, chủ yếu dành cho sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ. Theo số liệu đăng trên website của Trường Đại học Toronto, trường có một cộng đồng lớn các sinh viên ở châu Á với hơn 15.000 người đến từ Trung Quốc. Theo truyền thống, lì xì đỏ sẽ chứa tiền mùng tuổi là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng trong năm mới, trong khi những biểu tượng và cách nói chuyện về người chết hay cái chết thường là điều cấm kỵ, xui xẻo trong văn hóa của người Trung Quốc.